Đối đầu trực diện không phải lúc nào cũng là cách hay. Binh sĩ Nga tinh danh giả chết đánh lừa UAV Ukraine để sống sót rồi truyền tin mật cho đồng đội. Giữa lúc này, không quân Nga nhận loạt tiêm kích bom Su-35 tối tân sẵn sàng lên nòng trực chiến. Cùng với vũ khí hiện đại, lính Nga thử bộ điều khiển từ xa dành cho tên lửa chống tăng có từ thập niên 1970. Chùm Warner tố Nga cai mìn dọc đường rút khỏi Pekmut. Động thái này có nhằm mục đích cản trở Kiev hay không? Trong khi đó, Ukraine đau đớn giảm phá bãi mìn của chính mình vì sợ chết khi phản công. Giới khoa học nhận định, Kiev cố gắng che đậy sự thất bại bằng những âm mưu tấn công khủng bố. Trên thế giới, dân Đức la ó lăng mạ thủ tướng kích động xung đột thế kỷ ở Đông Âu. Chuyên gia Mỹ cảnh báo chiến sự đào chiều có lợi cho Nga. Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế của TBChess nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, để chiến đấu thành công trong chiến dịch quân sự đặc biệt, những người lính Nga phải có sự tinh danh. Ví dụ, đôi khi giả chết để sống sót và truyền đạt thông tin quan trọng tới đồng đội sẽ hữu ích hơn nhiều so với chủ nghĩa anh hùng phi nghĩa. Một người lính Nga tên Daniel, một thành viên của Yekaterinburg, đã chia sẻ ý kiến này với một nhà báo của hãng tin URA nguyên văn chia sẻ của người lính nói với hãng tin như sau chiến dịch đặc biệt bộc lộ một số phẩm chất mới ở mỗi người lính mà có lẽ tôi chưa bao giờ nghi ngờ nó cũng xảy ra với tôi trong khi thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu tôi đã bị lực lượng vũ trang Okina bắn trúng đối với những mục đích này kẻ thù đã sử dụng một máy bay không người lái mà từ đó họ thả lựu đạn xuống một trong những quả lựu đạn phát nổ bên cạnh tôi tình hình căng thẳng và rồi một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu tôi vào lúc đó tôi ra vừa chết tôi nín thở và đông cứng lại Máy bay không người lái bay thêm 5 phút nữa rồi rời khỏi vị trí. Và tôi chạy đến chỗ đồng đội của mình, cung cấp cho họ những thông tin quan trọng. Chính điều này đã giúp tôi tự cứu mạng mình, đồng thời lấy được thông tin cho đơn vị. Theo những ý kiến của anh, chủ nghĩa anh hùng không phải lúc nào cũng chính đáng và đôi khi thà thể hiện sự khéo léo, tinh anh còn hơn là liều mạng của mình và của cả đồng đội. Tôi có thể bắt đầu bắn vào máy bay không người lái Ukraina. Rất có thể, từ vị trí mà tôi phải bắn, tôi sẽ không bắn chúng UAV này." tôi sẽ sử dụng hết đạn. Lúc đó, bộ binh Ukraine có thể đến với các phát súng. Không chắc là tôi sẽ sống sót, binh sĩ này kết luận. Cùng với những kỹ năng chiến đấu tài tình của binh sĩ, quân đội Nga liên tục củng cố tiềm lực bằng việc sản xuất, phát triển nhiều loại khí tải đắc lực. Tập đoàn UAC của Nga mới đây đã bàn giao cho không quân nước này loạt máy bay Su-34M hiện đại hóa có tính năng chiến đấu vượt trội phiên bản cũ. <laughs> Tập đoàn máy bay thống nhất UAC đã bàn giao loạt tiêm kích bom Su-35 mới cho không quân vũ trụ Nga. Chúng được sản xuất tại nhà máy hàng không Chukalov Novosibirsk và đã hoàn thành toàn bộ các bài nghiệm thu. Văn phòng báo chí UAC ra thông cáo cho biết, tập đoàn UAC không công bố số lượng máy bay được bàn giao, nhưng hình ảnh được công bố cho thấy ít nhất hai phi cơ trong quá trình chuẩn bị cất cánh tại nhà máy. Những chiếc Su-34 này được tăng đáng kể năng lực chiến đấu, có thể sử dụng nhiều loại vũ khí hàng không tiên tiến, tăng tầm tấn công mục tiêu mặt đất và mặt biển, mở rộng khả năng tập kích mục tiêu bằng các loại bom. Tiêm kích Su-34 là một phần quan trọng với năng lực tiến công của không quân chiến thuật Nga, thông cáo có đoạn. Theo Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow, hai máy bay trong hình ảnh là phiên bản Su-34M hiện đại nhất của Nga. Đây là lô Su-34M đầu tiên được chuyển giao cho không quân Nga trong năm nay, thuồng loàn 24 máy bay được Bộ Quốc phòng đặt mua hồi giữa năm 2020. Không dừng lại ở các tiêm kích hiện đại, Moscow cũng đồng thời tập trung thử nghiệm, trùng tu nhiều loại vũ khí cũ. Video được trang quân sự công bố gần đây cho thấy, các binh sĩ Nga đang tiến hành thử nghiệm bộ điều khiển từ xa của hệ thống tên lửa chống tăng Fagot, được sản xuất từ đầu những năm 70. Video được công bố gần đây cho thấy, các binh sĩ Nga có mặt tại một trường bắn đã tiến hành thử nghiệm với bộ điều khiển từ xa hệ thống tên lửa chống tăng Fagot, dù trong môi trường tác chiến hiện đại, bộ điều khiển kiểu này khá thông dụng với nhiều loại tên lửa tiên tiến, nhưng đây là lần đầu tiên loại thiết bị này được dùng để khai hỏa tên lửa chống tăng sản xuất từ đầu những năm 1970. Thông qua hệ thống camera được lắp trên bệ phóng, các binh sĩ tham gia cuộc thử nghiệm có thể quan sát mục tiêu giả định là một xe bọc thép. Sau khi xác định vị trí mục tiêu cần phải tiêu diệt, một người lính liền bấm nút phóng tên lửa, đồng thời điều khiển cho tên lửa bay về phía xe bọc thép đối phương. Theo hãng tin nhận định, tên lửa fagot dù vẫn phát huy hiệu quả trong tác chiến hiện đại nhưng vị trí khai hỏa của hệ thống này dễ bị lộ do làn khói lớn xuất hiện sau khi bắn và có thể gây nguy hiểm cho xạ thủ. Với bộ điều khiển từ xa trên, xạ thủ có thể khai hỏa về phía thiết giáp đối phương mà không nhất thiết phải nằm ở bệ phóng để ngắm bắn và điều khiển tên lửa. Trở lại các thông tin về chiến trường, ông Trùm Warner Brigocin cáo buộc nhân viên Bộ Quốc phòng Nga đã cài lượng lớn chất nổ trên các tuyến đường rút quân của tập đoàn Warner tại Peckmut. Động thái này khiến cho mâu thuẫn giữa lực lượng quân sự tư nhân và lực lượng chính quy Nga leo thang đáng kể. Chúng tôi phát hiện các hoạt động nghi vấn dọc tuyến đường di chuyển ngay trước khi rút khỏi thành phố nên đã liên lạc với lực lượng thực thi pháp luật và bắt đầu điều tra những con đường này. Chúng tôi phát hiện hàng chục vị trí được cài chất nổ từ hàng trăm quả mìn chống tăng đến hàng tấn thuốc nổ. Yevgeny Brigochin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, nói hôm mùng 2 tháng 6. Lãnh đạo Wagner nhận định những người cài thuốc nổ là nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga, nhưng không nêu chi tiết. Không có lý do gì để cài thuốc nổ nhằm cầm chân đối phương vì đây là khu vực hậu tuyến. Chúng tôi cho rằng những khối thuốc nổ đó được dành cho các đơn vị Wagner, ông Brigochin nói. Ông chủ Wagner cho biết 99% lực lượng tập đoàn đã rời Bách Mút và mọi vị trí đều được bàn giao cho quân đội Nga vào thời gian thích hợp. Tình báo Anh tuần trước đánh giá dân quân Donetsk đã bắt đầu tiến vào Pekmut để hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Bên cạnh đó, lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 của Nga có thể đã được điều động đến tiếp quản Pekmut, ngăn cản quân đội Ukraine đánh thọc sườn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Cũng cùng động thái giải mìn, Kiev đã tiến hành điều này trước khi bắt đầu một cuộc phản công được kỳ vọng nhằm lấy lại lợi thế từ phía Moscow. Tuy nhiên, theo Washington Post, trích lời một thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, thì quân đội nước này đang bắt đầu phải dọn sạch các bãi mìn của chính họ vì sợ binh lính dẫm phải trong quá trình chiến đấu. Theo ấn phẩm, Ukraine đã gài hàng ngàn quả mìn dọc theo các tuyến phòng thủ của mình. Đồng thời, những hàng rào này hiện tạo ra chướng ngại vật để chúng tấn công vào các công sự phòng thủ của quân đội Nga. Như nguồn tin của tờ báo làm rõ, việc ra phá bom mìn đã được Ukraine tiến hành từ vài tuần nay. Quân đội thực hiện điều này theo phương pháp thủ công, bất chấp ngày hay đêm. Các lực lượng Ukraine từ chối nêu tên chính xác địa điểm giả phá bom mìn. Lưu ý rằng các máy bay chiến đấu không dám giả phá bom mìn với sự trợ giúp của thiết bị vì sợ rằng họ có thể phản bội ý định của quân đội. Trước đó, The Washington Post cảnh báo lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc phản công và rơi vào một cuộc tắm máu. Ngược lại, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter bày tỏ quan điểm, Hoạt động tích cực của pháo binh Nga trong việc tấn công Kiev không cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Liên quan đến cuộc phản công, nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị Lucas Leiros cho biết, Ukraine đang cố gắng che đậy việc thiếu cơ hội đạt được thành công bằng việc dùng sự trợ giúp của các hành động khủng bố. Nhà khoa học chính trị lưu ý, chính quyền Ukraine biện minh cho sự thất bại của họ bằng thực tế là chưa có gì bắt đầu, Đồng thời, ông Leros giải thích rằng ông thừa nhận cuộc phản công mùa xuân của lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu, nhưng theo ông, nó rất hạn chế do tình trạng thảm khốc của quân đội Ukraine. Trái ngược với những lời hứa sẽ không có việc chiếm Donbass và Crimea, chỉ có sự gia tăng nhẹ các cuộc pháo kích từ Ukraine và các hoạt động khủng bố khác nhau. Ông viết trong tài liệu của mình cho tờ Infopress. Nhà phân tích nhấn mạnh, các nước phương Tây cũng như các binh sĩ của lực lượng vũ trang Okina hiện không còn tin vào một cuộc phản công hay khả năng chiến thắng của Okina nữa. Trước đó, văn phòng của nhà lãnh đạo Okina Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng vũ trang Okina không có đủ vũ khí để phản công. Một chuyên mục của tạp chí National Review của Mỹ bày tỏ quan điểm, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Okina có thể thất bại do tinh thần của người dân Okina xuống thấp đối mặt với nhiều cảnh báo nguy hiểm và dự đoán quan ngại về cuộc phản công của Ukraine, công chúng trên thế giới đang dần quay xe ủng hộ hòa bình. Tại Đức, một đám đông tụ tập tại lễ hội đảng SPD ở thành phố Fakensi đã la ó lăng mạ Thủ tướng Olaf Scholz và cáo buộc ông kích động xung đột leo thang căng thẳng. Trong bài phát biểu của chính trị gia, đám đông người Đức đã huyết giáo át đi lời nói của ông và gọi ông là kẻ hiếu chiến, kẻ nói dối, kẻ cướp, Ông Shko, người không mong đợi phản ứng như vậy từ công chúng, đã cố gắng biện minh cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục lăng mạ ông. Trước đó, Thủ tướng Đức đã bị chỉ trích bởi những người dân Đức sau khi ông tuyên bố ý định gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Độc giả của tờ Der Spiegel ấn bản tiếng Đức nhắc nhở, Shko nên trở về đúng vị trí của ông trong nền chính trị thế giới. Độc giả bày tỏ quan điểm, Thủ tướng Đức không có quyền đạo đức cũng như sức nặng chính trị để đàm phán với nhà lãnh đạo Nga về chủ đề đình chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, giữa lúc này, một chuyên gia Mỹ bất ngờ thừa nhận, mặc dù khởi đầu xung đột với hàng loạt vấp váp, nhưng việc rút kinh nghiệm qua các trận đánh đô thị đang giúp Nga giành nhiều lợi thế trước Ukraine. Tướng Ati Alaudinov, chỉ huy trung đoàn đặc nhiệm Akhamat của Chechnya, nói rằng Nga đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố Marinka theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Lucy, đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang lấy lại đà tiến công trên chiến trường và quan điểm cho rằng quân đội Nga đang suy yếu đã quá lạc hậu hoặc bị hiểu sai dựa trên thông tin không đầy đủ về tình hình thực tế. Chủ đề được giới phân tích phương Tây nhắc đi nhắc lại từ khi xung đột bùng phát là quân đội Nga yếu kém hơn hình dung, còn lực lượng vũ trang Ukraine liên tục vượt xa kỳ vọng. Rất ít người nhận thấy rằng sau hơn 15 tháng giao tranh, cục diện chiến trường đã thay đổi và đang dần nghiêng về phía Nga cựu trung tá lục quân Mỹ Daniel Davis viết trên trang quân sự 1945. Ông chỉ ra điểm khác biệt lớn là khi đối mặt với sức ép tấn công, Moscow sẵn sàng từ bỏ các đô thị để thiết lầm các phòng tuyến kiên cố hơn ở gần đó, trong khi Kiev quyết cố thủ đến cùng. Rút khỏi Kharkov và Kherson cho phép Nga xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc hơn, bảo toàn lực lượng khỏi những trận chiến trong đô thị rất ác liệt. Ngược lại, Ukraine mất nhiều binh sĩ và khí tài cho các cuộc giao tranh ở thành phố quan trọng Pekmut, nhưng cuối cùng vẫn để chúng rơi vào tay đối phương, chuyên gia bày tỏ. Ukraine đáng lẽ nên học hỏi Nga và giúp quân về vị trí phòng thủ vững chắc ở Kramatorsk hoặc Slovian. Điều đó sẽ khiến Moscow trả giá đắt. Cựu Trung tá thừa nhận, cán cân chiến trường đang dịch chuyển dần về phía Nga, dù điều này có thể khiến nhiều người phương Tây thất vọng. Chính phủ Mỹ cần tránh tiếp tục leo thang và phải làm mọi biện pháp để xung đột sớm chấm dứt. Phất lờ thực tế này có thể khiến Ukraine chịu tổn thất nặng nề hơn và đặt an ninh của chính nước Mỹ vào vòng nguy hiểm. Tiếp tục các tin tức liên quan khác, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, Anna Evistineva cho biết, Nga rất ngạc nhiên khi Liên hợp quốc không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vai trò phá hoại của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ở Đông Bắc Á sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Phó đại diện đồng thời bày tỏ sự phản đối với động thái này. Chúng tôi đã nghe bài phát biểu của phó tổng thư ký Liên hợp quốc và bà Rosemary và chúng tôi ngạc nhiên rằng càng ngày hôm nay cũng như trong tuyên bố của bà về vụ phóng chúng tôi không nghe thấy một lời nào liên quan đến thực tế là hoạt động quân sự ngày càng tăng của hoa kỳ hàn quốc và nhật bản ở đông bắc á có tác động tiêu cực đến tình hình trong khu vực phó đại diện nga nói theo bà Everstein neva tình huống này hoàn toàn bị ban thư ký liên hợp quốc phớt lờ cơ quan này nên có quan điểm vô tư và khách quan liên bang nga đã liên tục kêu gọi xem xét toàn diện tình hình trên bán đảo triều tiên và cân nhắc cân bằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng tại hội đồng bảo an nỗ lực đưa ra một bức tranh phiến diện về các sự kiện như chúng ta buộc phải chứng kiến hôm nay từ quan điểm của các phái đoàn riêng lẻ là vô ích, phó đại diện bày tỏ. Nhấn mạnh quan điểm của Moscow, theo vị quan chức, Nga nhất quán phản đối bất kỳ hoạt động quân sự nào đe dọa đến an ninh của Triều Tiên và các quốc gia Đông Bắc Á, đồng thời điện Kremlin lên án chính sách vô nhân đạo và bế tắc trong việc gia tăng áp lực trừng phạt. Đánh giá mức độ tiềm năng của các ứng cử viên tranh cử trước Tổng thống Mỹ, giới chức cho rằng thành tích mờ nhạt của thống đốc Florida, ông Ron DeSantis, đang mở ra cơ hội cho các nhân vật khác. Ông DeSantis bắt đầu tăng cường chiến dịch tranh cử vào cuối năm 2022 khi ông Trump có dấu hiệu thất thế. Theo đó, thống đốc bang Florida đã sớm gây dựng được lực lượng ủng hộ đáng gờm. Tuy nhiên, ông đã phải vật lộn từ lúc khởi đầu đến nay một thách thức đối với ông DeSantis là làm thế nào để cạnh tranh với ông Trump mà không gây ra ác cảm với người hâm mộ của vị cựu tổng thống. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông đang kém Trump hơn 30 điểm phần trăm đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Việc ông DeSantis không ngừng tập trung vào các vấn đề xã hội, chẳng hạn như hạn chế phá thai và hạn chế chương trình giảng dạy ở trường học, đã gây ra sự chán nản. Trong khi ông DeSantis gặp khó khăn, kết quả thăm dò khả quan của ông Trump cho thấy mối quan hệ bền chặt của ông với những người ủng hộ, ngay cả khi ông vướng phải những rắc rối pháp lý và phải đối mặt với khoản bồi thường 5 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện xâm hại tình dục. Lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đồng thời đang tìm kiếm ứng cử viên phù hợp với đường lối chính sách bảo thủ của Đảng Cộng hòa, nhưng người này phải không mang tư tưởng chiến tranh văn hóa như ông DeSantis và không có sự khó đoán của ông Trump. Trong số những cái tên đang được Đảng Cộng hòa xem xét có thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin và thống đốc bang Georgia Brian Kemp. Cả hai mới đây đều đã có buổi gặp gỡ với các nhà tài trợ máu mặt. Về phía mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách loại thẩm phán bang New York giám sát một vụ án hình sự chống lại ông. Reuters đưa tin trong một động thái được công khai vào hôm 2 tháng 6, các luật sư của ông Trump lưu ý con gái của thẩm phán bang New York, John Mechan, đang là nhân viên của một công ty tư vấn làm việc cho Đảng Dân Chủ. Ngoài ra, ông Mechan từng tham gia vụ kiện chống lại tập đoàn Trump của cựu Tổng thống Mỹ và đã có ý định kiến với ông Trump. Tập đoàn Trump đã bị kết tội lừa đảo thuế và bị phạt 1,6 triệu đô la Mỹ được biết ông Meachan đang giám sát vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc ông Trump dùng tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniel. Các luật sư của ông Trump theo đó đã yêu cầu ông Meachan giải thích về khoản tiền 35 đô la Mỹ dành cho đóng góp chính trị vào năm 2020. Hồ sơ liên bang cho thấy ông Meachan đã quyên góp 35 đô cho nhóm dân chủ Act Blue. Số tiền này được dùng cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden. Các luật sư của ông Trump nhấn mạnh ông Meachan không thể chủ trì vụ kiện liên quan tới bà Daniel. Tuy nhiên, nỗ lực loại thẩm phán bang New York của ông Trump sẽ gặp nhiều khó khăn vì chính ông Meijer là người đưa ra quyết định có rút khỏi vụ kiện hay không. Trước đó, tập đoàn Trump cũng không thể loại ông Meijer khỏi vụ kiện thuế. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Có tin đồn rằng Nhà trắng sẽ dùng chuyến thăm này để quyết định việc đưa bà Frederiksen làm nữ tổng thư ký đầu tiên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các nhà ngoại giao cho biết bà Friedrichsen, 45 tuổi, trở thành ứng viên nặng ký để thay thế ông Jens Stoltenberg, người dự kiến sẽ thôi vị trí đứng đầu NATO từ tháng 9 tới. Bà Friedrichsen đã bắt đầu gây chú ý quốc tế từ năm ngoái, với những quan điểm ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và nỗ lực củng cố sự đoàn kết của phương Tây. Khi được hỏi về việc bà Friedrichsen là ứng viên tiềm năng cho vị trí đứng đầu NATO vào tuần trước, Thủ tướng Na Uy Jonas Gastor phát biểu, Tôi có thể dành rất nhiều thời gian để nói những điều tốt đẹp về Meta Frederiksen. Bà ấy là một trong những nguyên thủ giàu kỹ năng nhất của châu Âu. Có một sự tôn trọng lớn ở châu Âu đối với công việc bà ấy đang làm trên cương vị Thủ tướng và người ủng hộ hợp tác quốc tế, Thủ tướng Storr nói. Trở ngại chính đối với bà Frederiksen là việc Đan Mạch chỉ hoãn tăng chỉ tiêu quốc phòng lên 2GDP, mục tiêu chủ chốt của các thành viên NATO. Tháng 12 năm ngoái, bà Frieda Kessens và chính phủ trung dung của bà đã đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu này trong 3 năm, kết thúc vào năm 2030. Tuần trước, chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ đầu tư lớn vào quốc phòng trong 10 năm tới và tăng viện trợ quân sự cho Ukraine để có thể đáp ứng các mục tiêu mà NATO đề ra. Đề cập đến nhận xét của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm gần đây tới quốc gia Scandinavia rằng Bắc Kinh đang đe dọa các nước láng giềng và đàn áp họ Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy bức xúc bày tỏ, Bắc Kinh cận lực phản đối NATO liên tục coi quốc gia tỷ dân này là mối đe dọa. Trung Quốc kêu gọi NATO ngừng khuấy động xung đột khu vực và tạo ra sự chia rẽ về bất ổn. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, theo thông cáo của đại sứ quán, ông Stoltenberg đã cáo buộc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng và đàn áp các nước không tuân thủ. Đại sứ quán chỉ trích, NATO tuyên bố là một tổ chức khu vực và phòng thủ, nhưng một số thành viên của NATO liên tục vượt ra ngoài các khu vực phòng thủ truyền thống, thường xuyên thiết lập các liên hệ quân sự chặt chẽ với các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, dẫn đến căng thẳng leo thang. Với điều này, cộng đồng quốc tế đã thấy rõ ai là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình khu vực và toàn cầu. Sau một loạt cáo buộc quấy rối tình dục gần đây trong Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cuối tuần qua đã gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân. Trong một bài đăng trên Facebook, bà Thái viết: "Biết được những trải nghiệm đau khổ của họ khiến tôi vô cùng đau buồn và đau đớn. Với tư cách nguyên là chủ tịch đảng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm." Bà nói thêm: "Tôi tin rằng các nạn nhân phải vô cùng đau đớn khi nói ra những trải nghiệm của họ." Bà Thái đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các nạn nhân đã dũng cảm nói ra sự thật vì nó mang lại cho giới chức cơ hội để tự nhìn lại bản thân và xem xét những sai lầm của mình. Nhà lãnh đạo sau đó kêu gọi công chúng không đổ lỗi cho các nạn nhân và không dùng điều này để thao túng chính trị. Nó sẽ gây ra nhiều tác hại hơn. Theo bà Thái, các vụ quấy rối tình dục gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy bởi vì chúng có liên quan mật thiết đến tâm lý tổn thương của nhiều người. Hiện trụ sở chính của Đảng Tiến bộ Đài Loan cam kết điều tra các vụ việc, tiến hành đánh giá toàn diện để cải thiện và công bố các kế hoạch cải cách. Bà nói thêm, mục tiêu là thiết lập một môi trường làm việc trong DPP có đặc điểm bình đẳng giới, thân thiện và cải thiện các kênh nộp đơn khiếu nại. Sau sự việc, bà chính trị gia Đảng Tiến bộ đã từ chức và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBJS nâng tầm kiến thức trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để nhận về những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.